Bộ Tài chính vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 6 quyết định, trong đó có 5 quyết định về giảm tiền thuê đất. Các quyết định này không còn được áp dụng trên thực tế, nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực. Trong số đó, có 3 quyết định về việc giảm tiền thuê đất ban hành từ 2011 đến 2013, một quyết định về điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, và 3 quyết định giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ban hành trong các năm 2020 đến 2023. Hiện các đối tượng được áp dụng theo các quy định này đã hết hiệu lực, do đó các quyết định này không còn được áp dụng trên thực tế. Vì vậy, cần thiết bãi bỏ các quyết định này để tránh gây phức tạp. Trong báo cáo vừa công bố, Human Welfare Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2014-2023, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội đã tăng gấp 2,8 lần. Tính đến hết quý 1, Hà Nội có 670 dự án căn hộ với 370.000 căn. Đáng nói, giá sơ cấp trung bình cũng đã liên tục tăng suốt 10 năm qua, bất chấp nhiều biến động từ thị trường. Theo Human Welfare, nguồn cung tương lai sẽ tiếp tục lan rộng về phía Tây và ngoại thành Hà Nội, cũng như các tỉnh lân cận trong bán kính 30 km tính từ trung tâm thành phố như Bắc Ninh, Hưng Yên. Đồng thời, ngày càng có nhiều trung tâm đô thị quy mô lớn tham gia thị trường, hình thành các thành phố vệ tinh mới trong tương lai tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Ước tính đến năm 2033, thị trường sẽ có hơn 1.000 dự án với ít nhất 650.000 căn hộ trên toàn khu vực. Đáng chú ý, giá bán trực tiếp từ chủ đầu tư trong 10 năm qua đã tăng tới 109%, tương đương tăng trưởng giá bình quân năm đạt 9%. Đặc biệt, loại hình chung cư ghi nhận đã tăng mạnh trong hơn 3 năm gần đây trong bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm. Từ năm 2026, các khoản chi phí phải nộp khi làm sổ đỏ có thể sẽ tăng nếu áp dụng theo bảng giá đất mới của Luật Đất đai 2024. Cụ thể, từ mùng 1 tháng 1 năm 2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng bảng giá đất mới hàng năm theo nguyên tắc thị trường, không áp dụng khung giá đất được điều chỉnh 5 năm một lần. Như hiện nay, bảng giá đất xác định theo nguyên tắc này sẽ có khả năng tăng cao. Chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ lần đầu như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nếu có, và lệ phí trước bạ được tính theo bảng giá đất. Bởi vậy, chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng theo quy định của Luật Đất đai 2024. Năm 2023, Banacap, chủ quản khu du lịch Bà Nà Hill, ghi nhận hơn 516 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương lãi 1,4 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 23% so với năm trước đó. Lợi nhuận năm 2023 của Banacap tăng trưởng mạnh so với trước dịch. Bà Nà Hill vận hành từ năm 2009 với tuyến cáp treo 1 giây được công nhận dài nhất thế giới. Khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà cũng là một trong những điểm tham quan nổi bật của Đà Nẵng, đón hàng chục nghìn du khách mỗi dịp lễ. Khu du lịch này còn nổi tiếng với cầu vàng vào top cây cầu biểu tượng nhất thế giới. Thời điểm này, hành khách rất khó mua vé máy bay chặng thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Khảo sát chiều mùng 3 tháng 4 cho thấy trên các trang bán vé trực tuyến, nhiều ngày đã báo hết vé bay Côn Đảo, trong khi đó giá vé một chiều chặng thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo có giá từ 1,9 đến 2,5 triệu đồng một vé. Tuy nhiên, rất nhiều ngày giá tăng cao ngất ngưởng, ví dụ các ngày 19 tháng 4, 22 tháng 4, 23 tháng 4, 24 tháng 4, 25 tháng 4, giá vé mỗi chiều là từ 6 đến 7,9 triệu đồng, còn vé hạng thương gia lên tới hơn 16 triệu đồng. Ngày 4 tháng 4, đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ đã có buổi kiểm tra và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu gạo trên địa bàn. Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp tất cả ý kiến của doanh nghiệp, đồng thời cho biết sẽ tổ chức làm việc với các bên có liên quan để tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Cần Thơ mời gọi các doanh nghiệp cùng tham gia vào trung tâm liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng lúa gạo, đa dạng hóa và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh cả thị trường trong và ngoài nước. Thành phố Cần Thơ cho biết sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn đạt chuẩn, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đất đai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô, phát triển sản phẩm mang thương hiệu Cần Thơ. Mới đây, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, tăng trưởng mạnh so với năm 2022. Theo kết quả kiểm toán, ghi nhận doanh thu vận tải hàng không riêng lẻ đạt 53,7 nghìn tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 58,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 62% và 45% so với cùng kỳ năm 2022.
Đáng chú ý, lợi nhuận từ vận tải hàng không trước thuế và hợp nhất đã trở lại tích cực, đạt lần lượt 471 tỷ đồng và 606 tỷ đồng. Doanh thu phụ trợ và vận chuyển hàng hóa đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng so với kết quả báo cáo tự lập và tăng hơn 60% so với năm 2022, đóng góp 39% tổng doanh thu vận chuyển hàng không. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 86,9 nghìn tỷ đồng. Vietjet cũng đi đầu trong xếp hạng tín nhiệm theo định hướng của Bộ Tài chính. Công ty đã xếp hạng tín nhiệm VNBBB thuộc nhóm cao nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam. Trong năm 2023, Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp cho ngân sách khoảng 5.200 tỷ đồng. Từ đầu tháng 3 năm 2024, trần giá vé máy bay nội địa tăng khoảng 3,75% so với hiện hành. Việc tăng giá trần có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch nội địa, nhất là trong các giai đoạn cao điểm, khiến các doanh nghiệp lữ hành lo ngại tour nội địa khó cạnh tranh. Doanh nghiệp du lịch này đang khá bối rối vì các đường tour trong nước bị tác động khi xuất hiện việc điều chỉnh giá trần hàng không từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Mặc dù các hãng bay đều khẳng định mức giá vé này chưa có sự thay đổi lớn, song thực tế những biến động liên tục của thị trường hàng không thời gian qua đã vô hình chung thiết lập một mặt bằng giá vé máy bay cao, cho thấy ngành du lịch nội địa sẽ thêm khó khi cạnh tranh với du lịch nước ngoài. Do là mình cấu thành dịch vụ chung, ví dụ như đối với những cái tour miền Bắc của mình, tách thành hai phần, dịch vụ mặt đất và dịch vụ vận chuyển. Thì dịch vụ mặt đất với dịch vụ vận chuyển có thể là đều xem về cái giá, thì mình cộng lại mình thấy là cái vé máy bay nó ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên đối với dịch vụ outbound là dịch vụ tour nước ngoài thì có thể vé máy bay nó chỉ chiếm khoảng 30% trong cấu thành giá tour thôi. Nên là cái việc mà tăng nhẹ vé máy bay thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng, đến cái giá tour cấu thành chung. Theo dự đoán, khi giá vé máy bay tăng thì hình thức du lịch trong cự ly gần hoặc tự túc sẽ tăng cao. Vũng Tàu, Hồ Tràm, Phan Thiết, Phan Giang, thậm chí Nha Trang sẽ là lựa chọn của du khách. Trong đó ưu thế là vận chuyển bằng ô tô nhờ cao tốc Bắc Nam đang được hoàn thiện, thời gian di chuyển được rút ngắn. Du lịch nội địa vốn đã bị đánh giá là kém cạnh tranh so với du lịch nước ngoài, nay dự báo sẽ càng khó khăn hơn khi giá vé máy bay tăng thêm. Trong khi bài toán làm sao để du lịch nội địa thật sự hút khách, thì các doanh nghiệp cũng phải cân nhắc kỹ hơn trong cách chọn phương án giữ trước lượng vé lớn cho các mùa cao điểm khi thay đổi giá trần vé máy bay. Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đề án mở rộng, nâng cao công suất phà Cần Giờ Vũng Tàu, phà Cần Giờ Cần Giuộc vì dự báo lượng hành khách ô tô và xe máy qua hai phà này sẽ tăng gấp đôi đến năm 2030. Theo đó, dự báo từ nay đến năm 2030, lượng hành khách ô tô và xe máy qua phà Cần Giờ, Cần Giuộc và phà Cần Giờ Vũng Tàu sẽ tăng từ 12% đến 15% mỗi năm. Với đà tăng trưởng này, đến năm 2030, lượng hành khách ô tô và xe máy qua hai phà kể trên sẽ tăng gấp đôi. Sở Giao thông Vận tải đề xuất tăng số lượng phà, tần suất khai thác từ 1 giờ một chuyến thay vì 30 phút một chuyến như hiện nay với phà Cần Giờ, Cần Giuộc và Cần Giờ Vũng Tàu, đồng thời tăng từ 4 phương tiện lên 8 phương tiện đối với phà Cần Giờ Vũng Tàu. Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề Thăng Long Hà Nội, thủ đô quyến rũ sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 tại Công viên Thống Nhất. Đây cũng là sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Lễ hội là hoạt động thường niên kích cầu du lịch được tổ chức có quy mô, khuyến khích người dân và du khách đi du lịch tới các điểm đến hấp dẫn của Hà Nội như phố cổ Hà Nội, làng cổ Đường Lâm, vườn quốc gia Ba Vì, làng gốm Bát Tràng, khu du lịch Sóc Sơn, hồ Quan Sơn Quốc Oai, hồ Đồng Mô Sơn Tây. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 26 tháng 4 với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi hấp dẫn. Theo kế hoạch, sự kiện về khí hậu này sẽ diễn ra tại Belém, thành phố ven rừng Amazon từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2025 tới với nội dung chính xoay quanh sự bền vững về môi trường và nỗ lực chấm dứt nạn phá rừng. Bộ trưởng Du lịch Brazil cho biết COP30 được kỳ vọng sẽ làm tăng sức hấp dẫn của Brazil như một điểm đến du lịch sinh thái và thúc đẩy du lịch đến rừng nhiệt đới Amazon cũng như các quần thể sinh vật khác vốn là những nơi có sự đa dạng sinh học lớn nhất thế giới.
theo Bộ trưởng Du lịch Brazil, chỉ có 9% du khách hiện tại đến Brazil là khách du lịch sinh thái, trong khi cứ 3 khách du lịch thì có gần 2 người đến nước này để tắm nắng và tắm biển. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết của du lịch đối với sự bền vững và bảo tồn rừng, qua đó mang lại sự phát triển kinh tế cần thiết cho người dân địa phương. Việc thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch vì môi trường và khách du lịch mạo hiểm là một phần trong kế hoạch của chính phủ Brazil nhằm thúc đẩy ngành du lịch tổng thể. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Bộ Du lịch Brazil cho biết nước này đang nỗ lực mở rộng các chuyến bay đến Brazil và ông sẽ tham gia hội chợ SeaTrade Cruise Global ở Miami, Mỹ vào tuần tới để thảo luận về việc tăng số lượng tàu du lịch cập các cảng ở Brazil. Từ ngày 25 tháng 4 tới, những du khách tham quan trong ngày sẽ phải trả một khoản phí 5 euro, tương đương 5,45 đô la Mỹ. Du khách ở lại qua đêm được miễn thuế. Khoảng 80% khách du lịch chỉ đến thành phố Venice trong ngày. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ khách du lịch trong ngày cao như vậy đã đẩy địa điểm du lịch theo hướng suy thoái. Những du khách này có xu hướng ít chi tiêu. Theo quy định, tất cả khách du lịch đến Venice sẽ phải đăng ký chuyến thăm trước và lấy mã QR trực tuyến. Những người đi du lịch trong ngày sau đó sẽ phải trả phí. Du khách ở lại qua đêm được miễn phí. Các trường hợp miễn trừ khác bao gồm trẻ em dưới 14 tuổi, những người đến thành phố để làm việc, học tập hoặc thăm các thành viên trong gia đình. Để thực thi chính sách này, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên. Bất kỳ ai không có mã QR phù hợp sẽ bị phạt tới 300 euro. Thành phố không phải là doanh trại, không có con số giới hạn. Đây chỉ đơn giản là đặt trước chỗ đến thành phố và giải thích cho những khách du lịch đến thành phố trong ngày. Không có vấn đề gì với du khách du lịch trong ngày. Những du khách cần biết số lượng người đến thăm thành phố và liệu việc đưa trẻ em đến đây có đáng hay không. Nếu không, đi du lịch trong ngày có thể là đủ rồi. Theo các nhà nghiên cứu, thành phố Venice là minh chứng của tình trạng quá tải du lịch. Người dân địa phương phải gánh chịu hậu quả từ tình trạng này như tắc nghẽn giao thông, hủy hoại môi trường, tác động tiêu cực đến lối sống cũng như văn hóa bản địa. Dân số thành phố Venice liên tục giảm từ mức 175.000 người xuống còn khoảng 50.000 người. Nghiên cứu cảnh báo nếu dân số giảm xuống dưới 40.000 người, thành phố Venice sẽ không còn là một thành phố đáng sống.